Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Thực phẩm khéo dùng nên thuốc. Tác giả: Tiến sĩ Lisa Hart và bác sĩ Darwin Dean. Người dịch: Bùi Thị Ngọc Hương. Hiệu đính: Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Ngọc Hương. Giọng đọc: Hoàng Mai. Lời giới thiệu. Ngày nay, quan niệm về cái ăn đã khác xưa rất nhiều. Từ nhu cầu sinh học cơ bản là ăn no để khỏa lấp cái đói, chúng ta dần hướng tới nhu cầu tinh thần ăn ngon, đẹp mắt để thỏa lòng và mãn nhãn. Rồi theo đà phát triển của xã hội, ăn dinh dưỡng dần được chú trọng trở thành nấc thang cuối cùng chạm đỉnh nghệ thuật ẩm thực. Mặt khác, các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định thực phẩm là con dao hai lưỡi, có thể đem lại nguồn năng lượng sống tràn trề cho cơ thể, nhưng cũng có khả năng sát thương, làm tứa máu và bào mòn dần sinh lực của lục phủ ngũ tạng. Nói một cách dân dã, ăn để khỏe là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ. Ngẫm lại mới thấy, một cái miệng mà phải chịu trách nhiệm nuôi sống toàn bộ cơ thể thì quả là chẳng đơn giản chút nào. Đặc biệt, với tình hình an toàn thực phẩm đang báo động như hiện nay, thì thói quen ăn uống không hợp lý, thiếu các dưỡng chất có giá trị dinh dưỡng và cân bằng sẽ khiến bệnh tật được thể tấn công ồ ạt, và lúc đó dù có thực cũng chưa hẳn đã vực được đạo. Theo thống kê nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tính riêng trên những người trưởng thành, mỗi năm trên thế giới có 180.000 người chết do thức uống có ga, trong đó 133.000 ca tử vong do bệnh tiểu đường, 44.000 ca do bệnh lý về tim mạch và 6.000 ca do ung thư. Còn tại Việt Nam, theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2013, đã có đến 18 trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm trong tổng số 87 vụ, với hơn 1.600 người đi viện, trong số 1.800 người mắc. Những con số vô tri nhưng rất động này là minh chứng điển hình về mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và bệnh tật. Nếu muốn kiểm chứng điều ngược lại, bạn hãy thử cách đơn giản hơn là nhịn ăn hoàn toàn chỉ một tuần thôi. Nếu sau đó bạn vẫn có thể tươi cười cầm cuốn sách này lên đọc tiếp mà tay chân không lẩy bẩy, đầu óc không váng vất, thì đề nghị bạn liên hệ gấp với người biên tập trang mục Chuyện lạ bốn phương trên các báo điện tử. Nói vui thế thôi, chứ xin đừng thử, vì thực ra một người bình thường có khả năng nhịn đói đến 70 ngày nếu được cung cấp nước uống đầy đủ, nhưng hệ quả là khôn lường. Vậy thì, chúng ta cần phải làm gì để trở thành một người nghệ sĩ biết khéo léo sử dụng khuôn đàn miệng để tạo ra nên những thanh âm lan tỏa khắp tận cùng mọi ngõ ngách tế bào sống, giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng chống và chữa lành bệnh tật? Cuốn cẩm nang này sẽ đồng hành cùng bạn, không chỉ cung cấp những kiến thức hữu ích về các tổ chức bộ phận quan trọng của cơ thể như hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, hệ xương khớp và các bệnh lý liên quan thường gặp. Cuốn sách còn là kim chỉ nam giúp bạn khéo léo biến nguồn thực phẩm dồi dào thành thuốc, phòng chống và điều trị bệnh tật. Ở đâu đó trong mỗi trang sách, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh chính mình, người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè. Và hy vọng, ngay khi bắt được những điều hay ho trong sách, bạn sẽ thực hành ngay để xây dựng hình ảnh mới cho chính mình, ngày càng đẹp hơn, với một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Rồi sau đó, nếu có thể, hãy giúp cho cả những người bạn thương yêu hít vào, thở ra, đọc, cảm nhận và hành động. Nhớ nhé, bệnh từ miệng vào. Chính bạn phải có trách nhiệm với bản thân mình trong vấn đề ăn uống. Hãy yêu quý bản thân trước khi quá muộn, bởi tài sản lớn nhất của con người là sức khỏe. Đây cũng là thông điệp mà cuốn sách này muốn gửi gắm đến bạn. Hết lời giới thiệu.
Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First New. Chương 1: Bệnh tim mạch. Từ xưa đến nay, các bệnh về tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trong đó thường gặp nhất là cao huyết áp và bệnh mạch vành. Vào năm 2008, ước tính khoảng 17,3 triệu người đã chết vì bệnh tim mạch. Đến năm 2030, con số này ước tính sẽ là 23,6 triệu người. Lối sống ít vận động cùng với chế độ ăn uống quá mặn, nhiều chất béo là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Tim mạch, chiếc bơm của sự sống. Hệ tim mạch bao gồm tim và các mạch máu, có nhiệm vụ quan trọng là vận chuyển máu đi khắp cơ thể để nuôi các bộ phận. Hệ tim mạch bị tổn thương sẽ dẫn tới các hậu quả nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần tim ngừng đập 10 phút là các tế bào não sẽ chết và không thể hồi phục chức năng được nữa. Có thể mô tả hệ tim mạch bằng hình ảnh sau. Một cái bơm bằng cơ, trái tim, bơm chất lỏng, máu chảy qua một hệ thống ống dẫn lớn nhỏ phức tạp, các mạch máu đi khắp cơ thể. Khi di chuyển trong các mạch máu, máu lấy oxy từ phổi, chất dinh dưỡng từ ruột non và hormone từ các tuyến nội tiết, sau đó phân phối lại cho các tế bào của cơ thể, rồi thu về carbonic và những chất thải khác. Máu sẽ mang những chất thải đó đến phổi và thận để thải ra ngoài. Hệ tuần hoàn bao gồm tim và các mạch máu, động mạch được thể hiện bằng màu đỏ, mang máu chứa oxy, tĩnh mạch được thể hiện bằng màu xanh, mang máu chứa carbonic. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Chứng sờ vữa động mạch, thành động mạch bị dày lên, lòng động mạch bị hẹp lại do chế độ ăn chứa quá nhiều chất béo bão hòa. Nhận diện sát thủ hàng đầu đối với sức khỏe. Kẻ giấu mặt. Bệnh tim mạch bao gồm các rối loạn gây áp lực lên mạch máu hoặc tim, thu hẹp hoặc gây tắc động mạch, đồng thời ngăn cản tim bơm máu một cách hiệu quả. Ngày nay, số người chết vì bệnh tim mạch vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Ước tính khoảng 17,3 triệu người đã chết vì bệnh tim mạch vào năm 2008, chiếm 30% nguyên nhân tử vong trên toàn cầu. 80% trường hợp xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Đến năm 2030, ước tính cả thế giới sẽ có 23,6 triệu người chết vì bệnh tim mạch. Lối sống và chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa lẫn điều trị các bệnh về tim. Thay đổi cách lựa chọn thực phẩm, cắt giảm lượng chất béo bão hòa, tăng cường axit béo omega 3 và các chất béo không bão hòa đơn, ăn nhiều rau củ quả có thể giúp cải thiện sức khỏe một cách đáng kể. Một số bệnh tim mạch thường gặp. Hai rối loạn tim mạch thường gặp nhất có thể dẫn đến những hệ lụy phức tạp là cao huyết áp và cao mỡ máu. Nếu bạn có nguy cơ hoặc đã bị cao huyết áp thường xuyên, chỉ số huyết áp tâm thu cao hơn 140mm thủy ngân và chỉ số huyết áp tâm trương trên 90mm thủy ngân, thì có nghĩa là bạn đang bắt tim và các động mạch phải chịu áp lực cao hơn bình thường. Nồng độ cao của cholesterol toàn phần lớn hơn 5 mmol trên mỗi lít máu, LDL, cholesterol xấu hoặc triglyceride, chất béo trung tính trong máu, còn được biết đến với tên gọi tăng lipid máu. Lipid còn có tên gọi thông dụng là mỡ. Rối loạn này có thể làm tích tụ các màng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ thiếu máu cung cấp cho các bộ phận của cơ thể. Mời bạn lướt sang trái để xem hình. Bệnh lý tăng lipid máu. Mô tả bệnh: sự kết hợp của cholesterol, LDL và hoặc triglyceride với nồng độ cao trong máu có thể đưa đến hẹp mạch máu và gây tắc động mạch. Nếu không được chữa trị, bệnh có thể tiến triển thành chứng đau thắt ngực và cuối cùng là thiếu máu cơ tim. Lời khuyên: hãy giảm các thực phẩm có chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol. Nên tăng cường các chất béo không bão hòa đơn
và axit béo omega 3, tránh rượu bia nếu lượng triglycerides ở mức cao. Bệnh lý cao huyết áp. Mô tả bệnh: huyết áp trên mức 140 mm thủy ngân tâm thồ và 90 mm thủy ngân tâm trường trong thời gian dài có khả năng tăng nguy cơ mắc hầu hết các bệnh tim mạch khác. Lời khuyên: hãy giảm lượng muối và rượu bia trong khẩu phần ăn, ăn thêm trái cây, rau củ và các sản phẩm làm từ sữa ít béo. Bệnh lý mạch vành. Mô tả bệnh: bệnh sinh ra khi các động mạch quanh tim bị tắc nghẽn hoặc bị thu hẹp do các mảng bám. Tình trạng tích tụ này còn được biết đến với tên gọi là xơ vữa động mạch, có thể ngăn máu đến tim, gây đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim. Lời khuyên: nếu bạn bị tăng lipid máu, hãy đọc những lời khuyên ở phần trên. Ăn các loại ngũ cốc còn lớp cám để có thêm magie và các loại rau củ quả để có thêm kali. Tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia, uống một viên aspirin liều thấp mỗi ngày. Bệnh lý đau thắt ngực. Mô tả bệnh: hiện tượng đau thắt ngực xảy ra khi cơ tim không nhận đủ lượng máu có chứa oxy do các động mạch vành bị hẹp. Rối loạn này xảy ra khi vận động quá sức hoặc căng thẳng ở người hẹp động mạch vành. Lời khuyên: hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một chế độ luyện tập nếu bạn đã trên 50 tuổi, giảm căng thẳng, giảm chất béo bão hòa. Bệnh lý nhồi máu cơ tim. Mô tả bệnh: nhồi máu cơ tim xuất hiện khi một hoặc nhiều động mạch vành bị tắc nghẽn do các mảng bám, chất lắng tụ của lipid như cholesterol và hoặc do cục máu đông, huyết khối động mạch vành gây ra. Lời khuyên: ăn khẩu phần ít chất béo và giảm chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol, tăng cường chất béo không bão hòa đơn và axit béo omega 3. Bệnh lý đột quỵ. Mô tả bệnh: đột quỵ xảy ra khi một phần não bị tổn thương vì mất đi nguồn nuôi dưỡng. Nguyên nhân là do dòng máu đang truyền chở oxy và các chất dinh dưỡng cho não bộ bị tắc nghẽn, gây thiếu máu não cục bộ hoặc bị vỡ đột ngột, gây chảy máu trong não. Lúc này, các tế bào não sẽ ở trong tình trạng thiếu máu, không hoạt động được nữa. Kế tiếp, sẽ bị hủy hoại. Đột quỵ có thể làm mất một số khả năng của cơ thể, chẳng hạn như nói, vận động và trí nhớ. Lời khuyên: nếu bạn bị tăng lipid máu, hãy đọc những lời khuyên ở phần trên. Nếu bạn bị cao huyết áp, hãy đọc những lời khuyên ở phần trên. Thuốc chống đông máu có thể được chỉ định dùng cho các bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ cao. Bệnh lý suy tim. Mô tả bệnh: chứng suy tim xảy ra khi hiệu suất làm việc của tim giảm, tức là lượng máu được bơm trong một phút không đạt như mức bình thường. Lời khuyên: giảm lượng muối dung nạp vào cơ thể, tăng cường thực phẩm giàu chất đạm nếu đang bị thiếu cân, tránh căng thẳng, nên tập một số bài thể dục nhưng cần sự giám sát y khoa. Đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao. Đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường cao nhất là những người được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa. Bạn có khả năng mắc phải hội chứng này nếu có ít nhất 3 trong số 5 biểu hiện sau đây. Nồng độ đường huyết, đường trong máu lúc đói tăng cao, đạt mức 6,7 mmol trên lít máu hoặc đang bị tiểu đường. Huyết áp trên 130 trên 85 mm thủy ngân, dấu hiệu tiền cao huyết áp. Mức triglycerides trong máu cao hơn hoặc bằng 2 mmol trên lít. Mức HDL, cholesterol tốt trong máu thấp ít hơn 1 mmol trên lít đối với nam giới và 1,4 mmol trên lít đối với nữ giới. Số đo vòng eo lớn hơn 102 cm đối với nam giới và 88 cm đối với nữ giới. Bệnh mạch vành. Dạng bệnh lý này có thể sinh ra do hội chứng chuyển hóa hoặc một trong 9 tác nhân bất kỳ sau đây. Nếu nhận thấy mình có nguy cơ mắc phải chứng bệnh này, bạn cần thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để có thể cải thiện tình hình theo hướng tốt hơn. Nồng độ LDL trong máu
ở mức cao, hơn 3 mmol trên lít. Tăng homocysteine, phân tử axit amin do cơ thể sản xuất, là thành phần có trong thịt được tiêu thụ mỗi ngày, hoặc tăng CRP, C-reactive protein. Huyết áp cao, hơn 140/90 mm thủy ngân, hoặc đang dùng thuốc hạ huyết áp, mức HDL thấp. Gia đình có tiền sử mắc bệnh tim mạch sớm, bị nhồi máu cơ tim trước tuổi 55 đối với nam và 65 đối với nữ. Tuổi tác, đàn ông trên 45 tuổi và phụ nữ trên 55 tuổi, đang mắc bệnh tiểu đường, hút thuốc lá, béo phì, chỉ số BMI. Chú thích: BMI bằng cân nặng kg, chiều cao mét nhân chiều cao mét. Theo khuyến nghị của WHO, mức cân nặng lý tưởng nằm trong khoảng 18,5 đến 24,9. Hết chú thích. Trên 30. Dinh dưỡng trong phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch. Gợi ý giúp phòng ngừa và điều trị bệnh tim mạch. Có mối liên hệ mật thiết giữa chế độ ăn uống, việc tập luyện thể dục và sự tiến triển của bệnh tim mạch. Sau đây là những gợi ý giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh tim mạch. Chọn các loại thực phẩm làm từ đậu nành. Ăn 25g đạm đậu nành mỗi ngày sẽ giúp hạ khoảng 5% nồng độ LDL. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã xác nhận công dụng của các thực phẩm làm từ đậu nành đối với sức khỏe và khuyến khích ăn đậu nành hàng ngày nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Giảm nồng độ homocysteine. Sự gia tăng nồng độ homocysteine trong máu thường làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và gây hẹp lòng động mạch. Bên cạnh nguyên nhân khiếm khuyết về gen, sự tích tụ homocysteine trong máu còn là do thiếu axit folic, vitamin B6 và B12 là các vitamin giúp biến đổi homocysteine thành axit amin, methionine và cysteine. Chúng ta có thể bổ sung các loại vitamin này từ thực phẩm giàu axit folic, B6 và B12 như gạo lứt, chuối, gan, trứng, thịt gà, thịt bò, cá thu. Nếu bạn đang có nguy cơ bị bệnh tim, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về việc uống vitamin tổng hợp. Thế còn rượu bia thì sao? Tính năng chống oxy hóa của rượu vang đỏ có thể giúp bảo vệ tim thông qua việc tăng nồng độ HDL và làm cho LDL ít bị oxy hóa, lắng đọng lại trong động mạch. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên uống quá 50ml một ngày đối với nam và 40ml một ngày đối với nữ thì sẽ gặp phải tác dụng ngược. Bạn có thể gia tăng nguy cơ cao huyết áp, nồng độ triglycerides trong máu cao, to tim và đột quỵ. Tăng lượng chất xơ ăn vào. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn các thực phẩm giàu chất xơ mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 5% nồng độ LDL. Vì thế, chế độ ăn giàu chất xơ và có thể giảm nguy cơ đột quỵ và các chứng bệnh tim mạch khác. Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bao gồm đậu đỗ, ngũ cốc còn lớp cám, gạo lứt, yến mạch, lúa mạch đen và các loại rau củ quả. Bữa ăn nghèo chất xơ. Thức ăn nhanh rất giàu năng lượng, thông thường một phần gà rán có từ 400 đến 450 kcal, một phần hamburger cũng có từ 450 đến 460 kcal. Hàm lượng chất béo chuyển hóa trong thức ăn nhanh rất cao, chẳng hạn trong 100 g khoai tây chiên có chứa 8 g axit béo xấu, trong khi đó nếu một người bình thường ăn trung bình khoảng 3,6 g axit béo xấu một ngày, có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim tới 3 lần so với mức 2,5 g axit béo xấu một ngày. Dù những phần thức ăn nhanh có rau chứa các vitamin và khoai tây chứa chất xơ, nhưng rau lại trộn với nhiều chất béo và khoai tây được chiên ngập dầu, thì chất xơ và các vitamin cũng chẳng còn bao nhiêu. Bữa ăn giàu chất xơ. Một tô bún riêu cua thông thường cung cấp 414 kcal với 17,8 g đạm, 12,2 g chất béo, 58 g tinh bột, chất xơ cùng một số vitamin, beta carotene,
vitamin C và khoáng chất, canxi, phốt pho, sắt, natri, kali. Giảm nồng độ cholesterol toàn phần, LDL và triglycerides. Cholesterol chỉ hiện diện trong các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thịt, cá, sò, ốc, trứng, sữa, chứ không có trong các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, rau củ, trái cây, ngũ cốc, đậu đỗ, hạt, lòng đỏ trứng, trứng cá muối và nội tạng động vật có hàm lượng cholesterol cao nhất. Ví dụ, lòng đỏ một quả trứng cỡ trung bình chứa khoảng 200mg cholesterol. Muốn vậy, bạn phải thay đổi chế độ ăn, đặc biệt là giảm lượng chất béo bão hòa và tăng cường chất béo không bão hòa đơn trong khẩu phần ăn. Ngoài ra, việc giảm cân, tập thể dục đều đặn và ngừng hút thuốc cũng sẽ giúp đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bên cạnh việc hạ nồng độ LDL và triglycerides, tăng nồng độ HDL nhờ ăn uống lành mạnh cũng có thể giảm nguy cơ bệnh tim. Thay đổi lối sống. Chế độ ăn uống và vận động đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều trị hiệu quả bệnh cao huyết áp. Trong một số trường hợp, việc thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường vận động thể chất là liệu pháp chữa trị duy nhất hoặc ít nhất cũng có thể giúp giảm lượng thuốc cần dùng. Tại Mỹ, Chương trình Giáo dục Quốc gia về Cholesterol khuyến cáo lượng cholesterol dung nạp qua đường ăn uống nên giới hạn ở mức 200mg mỗi ngày để có thể duy trì một trái tim khỏe mạnh. Lượng cholesterol trong máu vượt quá mức cho phép là tác nhân chính gây nên nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, chẳng hạn như hẹp động mạch. Cho nên điều cần làm trước tiên là phải hạ thấp nồng độ cholesterol. Thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, giảm cân và tập thể dục đều đặn không chỉ giúp cho hệ tim mạch nhẹ gánh hơn mà còn giảm các tác động của chứng cao huyết áp và cao mỡ máu. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau thắt ngực thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu áp dụng một chương trình luyện tập nào đó. Nếu bạn bị suy tim, hãy đảm bảo ăn đầy đủ chất để duy trì mức cân nặng lý tưởng, đồng thời giảm dung nạp muối và duy trì mức vận động hợp lý. Nếu uống có chừng mực, rượu vàng đỏ, có thể giúp gia tăng HDL, cholesterol tốt. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Mục tiêu giảm LDL. Cách thực hiện: giảm tiêu thụ chất béo bão hòa. Hấp thu chất béo không bão hòa đơn, đậu phộng, mè, hạt điều và chất béo không bão hòa đa, dầu bắp, dầu đậu nành, dầu hạt hướng dương. Hạn chế thực phẩm chứa cholesterol, tăng cường chất xơ hòa tan, hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm chứa axit béo chuyển hóa. Lời khuyên: chọn các loại thịt nạc và các thực phẩm từ sữa ít béo, chỉ dùng dầu thực vật để nấu nướng, hạn chế lòng đỏ trứng, bơ động vật, bơ sữa và các loại thịt mỡ, thêm ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỗ, rau củ quả vào khẩu phần ăn, sử dụng bơ thực vật, lỏng, không chứa axit béo chuyển hóa, hạn chế các loại bánh và thực phẩm được làm từ dầu như stotenning, margarine đặc. Mục tiêu giảm nồng độ triglycerides. Cách thực hiện: hấp thu chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa, thêm axit béo omega 3 trong khẩu phần ăn, tránh thực phẩm chứa nhiều bột đường, hạn chế rượu bia, giảm cân nếu bị thừa cân. Lời khuyên: chỉ dùng dầu thực vật, ăn nhiều cá có dầu, cá ngừ, cá trích, cá mòi, các loại hạt có dầu, mè, hạt hướng dương, hạt bí đỏ, bông cải, rau lá xanh đậm, giảm ăn các loại thực phẩm chứa nhiều bột đường, uống càng ít rượu bia càng tốt, tập thể dục, hạn chế ăn thực phẩm chứa chất béo bão hòa và giảm khẩu phần ăn. Mục tiêu: tăng LDL. Cách thực hiện: dùng chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa, hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm chứa axit béo chuyển hóa, giảm cân nếu bị thừa cân. Lời khuyên: chỉ dùng dầu thực vật, sử dụng loại bơ thực vật không chứa axit béo chuyển hóa, hạn chế ăn các loại bánh ngọt và thực phẩm được làm từ dầu đã được hydro hóa, giảm tiêu thụ các loại thực phẩm chứa chất béo bão hòa, giảm khẩu phần ăn và tập thể dục
để giảm cân. Tình huống nghiên cứu. Một nhân viên kế toán bận rộn mắc hội chứng chuyển hóa. Tên nhân vật Harry, tuổi 52, bệnh trạng. Trong 3 năm vừa qua, Harry tăng 5,5 kg. Bác sĩ chẩn đoán ông bị cao huyết áp, đồng thời nồng độ LDL và triglycerides cũng tăng cao. Ông không uống bất kỳ loại thuốc nào và cũng không hút thuốc. Ông uống 3 ly cà phê mỗi sáng và 1 lít bia mỗi tối. Lối sống. Harry là một nhân viên kế toán với nhiều áp lực trong công việc cũng như ở nhà. Vì khối lượng công việc nhiều và lại là một nhân viên gương mẫu nên ông thường ăn trưa bằng pizza và ngồi ăn ngay tại bàn làm việc. Sau khi đi làm về, Harry quá mệt mỏi nên không thiết tha gì chuyện tập thể dục. Ông thường ăn món bò bít tết vào bữa tối và các món ăn vặt như kem, khoai tây chiên. Ông hiếm khi ăn trái cây. Lời khuyên, Harry bị mắc hội chứng chuyển hóa. Rối loạn này khiến ông phải đối mặt với nguy cơ bị bệnh tim mạch. Ông cần phải giảm cân và tập thể dục. Theo kết quả xét nghiệm máu, ông cần giảm cholesterol, LDL và triglycerides, đồng thời tăng HDL bằng cách thay đổi lối sống và giảm lượng calo hấp thụ vào cơ thể. Chế độ ăn uống của Harry chứa quá nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Ông nên thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa đơn và axit béo omega 3, giảm khẩu phần ăn, kết hợp tăng cường vận động thân thể. Nên ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỗ để tăng lượng chất xơ hòa tan. Các sản phẩm từ sữa chứa ít chất béo, cá, ức gà đã bỏ ra và các loại thịt nạc, hạn chế ăn thịt đỏ, chỉ nên ăn tối đa mỗi tuần một lần. Nếu thích trứng thì ông có thể ăn 2 quả mỗi tuần. Giảm lượng muối tiêu thụ, chọn các loại bơ phết, bơ thực vật, bơ đậu phộng, ít cholesterol nhằm giảm LDL nhanh hơn. Liệu pháp thay đổi lối sống. Nếu đang bị bệnh tim, bạn cần suy nghĩ về những gì bạn ăn vì chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh tình của bạn. Hãy chuyển sang dùng các loại thực phẩm ít béo, giảm lượng chất béo bão hòa, sử dụng loại dầu chứa chất béo không bão hòa đơn và tăng cường dung nạp axit béo omega 3. Sau đây là một số gợi ý hữu ích. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Nhóm thực phẩm: bánh mì, mì sợi, cơm và khoai, 5 phần mỗi ngày. Lựa chọn có lợi: các loại ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì đen, cơm gạo lứt và mì sợi làm từ bột nguyên cám. Lựa chọn có hại: các loại bánh chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, bánh ngọt, bánh quy, cơm gạo trắng và mì sợi làm từ bột mì trắng, khoai tây chiên, bắp rang bơ. Nhóm thực phẩm: rau củ, 2 đến 3 phần mỗi ngày. Lựa chọn có lợi: rau hấp và các loại củ nướng, rau củ nướng được dưới dầu ô liu, rau sống trộn với nước sốt ít béo. Lựa chọn có hại: rau củ chiên xào với bơ hoặc trộn với bơ, phô mai, sốt kem, rau sống trộn với nước sốt béo. Nhóm thực phẩm: trái cây, 2 đến 3 phần mỗi ngày. Lựa chọn có lợi: trái cây tươi, trái cây đóng hộp được ngâm trong nước ép của chính loại trái cây đó, bánh nướng nhân hoa quả ít béo. Lựa chọn có hại: trái cây trộn kem, trái cây đóng hộp được ngâm trong nước đường, bánh nướng nhân hoa quả chứa nhiều bơ. Nhóm thực phẩm: các loại sản phẩm từ sữa, 2 đến 3 phần mỗi ngày. Lựa chọn có lợi: sữa không béo và sữa ít béo, sữa chua ít béo, phô mai ít béo. Lựa chọn có hại: sữa nguyên kem, sữa chua nguyên kem, kem, phô mai có hàm lượng béo cao. Nhóm thực phẩm: trứng, 2 lòng đỏ trứng mỗi tuần. Lựa chọn có lợi: lòng trắng trứng. Lựa chọn có hại: lòng đỏ trứng. Nhóm thực phẩm: thịt cá, 125 gram mỗi ngày. Lựa chọn có lợi: cá nướng, thịt gia cầm nướng, bỏ ra, thịt nạc nướng, xúc xích làm từ thịt nạc hoặc đạm đậu nành. Lựa chọn có hại: cá chiên, thịt gia cầm chiên, còn để cả da, thịt chứa nhiều chất béo như sườn heo, xúc xích, nội tạng động vật. Nhóm thực phẩm: dầu mỡ, 1 đến 2 muỗng canh mỗi ngày. Lựa chọn có lợi:
dầu hạt cải hoặc dầu ô liu, các loại bơ ít cholesterol, bơ thực vật không chứa chất béo chuyển hóa. Lựa chọn có hại: bơ động vật, mỡ heo, bơ thực vật chứa chất béo chuyển hóa, dầu, sốt béo, nước cốt dừa. Gấc, loại quả đến từ thiền đường. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận rằng gấc là loại quả đến từ thiền đường vì những chất dinh dưỡng tuyệt vời của nó. Trong mảng đỏ quả gấc có 4 chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng là beta-carotene, lycopene, alpha-tocopherol và các chất béo thực vật. Hàm lượng beta-carotene, tiền vitamin A trong dầu gấc cao gấp 15 lần cà rốt, gấp 2 lần dầu gan cá thu. Không những giúp sáng mắt, phòng ngừa các bệnh về mắt, beta-carotene còn làm tăng sức đề kháng và phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ. Beta-carotene giúp phòng chữa ung thư gan, viêm gan và xơ gan nguyên phát. Nhóm chất quan trọng thứ hai của gấc là lycopene. Với hàm lượng lycopene, một chất có khả năng chống oxy hóa rất cao, gấp 68 lần cà chua, dầu gấc giúp giữ ẩm và làm sáng da, hạ cholesterol và lipid máu, rất tốt cho người bị tim mạch, tiểu đường. Ngoài ra, lycopene trong dầu gấc còn giúp phòng chữa các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Alpha tocopherol trong dầu gấc chính là một nguồn vitamin E thiên nhiên tuyệt vời, hạn chế sự gia tăng tế bào ung thư đến 95%, đặc biệt là ung thư vú và ung thư buồng trứng. Alpha tocopherol làm cho da mềm mại, chống sạm da, bảo vệ da khỏi các tác nhân tấn công như tia cực tím, khói xe, làm tăng sinh mạnh mẽ tế bào da, chống khô và xơ tóc, cải thiện tình trạng sinh lý và giúp điều trị vô sinh. Nhóm chất quan trọng cuối cùng đó là các axit béo thực vật. Axit béo omega 369. Đây chính là môi trường cần thiết để hòa tan các vitamin. Các loại rau quả bình thường không có các chất béo này. Như vậy, quả gấc không những cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào mà còn có môi trường hòa tan chúng, giúp cơ thể hấp thu được toàn bộ các chất dinh dưỡng quý báu. Bệnh cao huyết áp. Chỉ với những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn đã có thể giúp cải thiện tình trạng cao huyết áp. Ngoài những thay đổi được giới thiệu ở đây, một điều quan trọng nữa là chúng ta phải bớt ăn muối. Luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Chế độ dinh dưỡng DASH là chế độ dinh dưỡng dành cho người bị huyết áp cao, giúp tăng lượng kali và canxi ăn vào bằng cách ăn nhiều trái cây, rau củ và các sản phẩm sữa ít béo. Khẩu phần thịt được giảm bớt, đồng thời tăng cường các loại đậu hạt vì loại thực phẩm này cung cấp nhiều magie và chất xơ nên hạn chế chất béo bão hòa ít hơn 7% so với tổng lượng calo tiêu thụ và lượng cholesterol cũng nên được giới hạn ở mức thấp hơn 200mg mỗi ngày. Đường và các chất ngọt khác chỉ nên ăn với lượng nhỏ. Một lượng nhỏ rượu vang đỏ có thể làm tăng nồng độ HDL, giúp duy trì trái tim khỏe mạnh, nhưng nếu uống quá nhiều rượu thì sẽ bị tăng huyết áp. Độ cồn cao trong rượu bia có thể thu hẹp các mạch máu, khiến cho quá trình bơm máu của tim vất vả hơn. Nghiên cứu cho thấy, những người áp dụng chế độ dinh dưỡng DASH không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay mức huyết áp trước lúc thực hiện chế độ ăn này có thể giảm 5mm thủy ngân huyết áp tâm trường. Ở những người có mức huyết áp cao trong khoảng từ 140/90 đến 159/99mm thủy ngân, chế độ dinh dưỡng DASH phát huy hiệu quả tương tự như loại thuốc dành cho bệnh cao huyết áp. Súp khoai tây. Món súp gồm khoai tây nghiền, cà chua, mè, vừa ngon miệng lại giàu kali và canxi. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Nhóm thực phẩm: bánh mì, mì ống, gạo và khoai. Mức tiêu thụ 7-8 phần một ngày. Lượng đề xuất: một lát bánh mì đen, 25g ngũ cốc ăn sáng, 75g cơm, một chén vơi hoặc mì ống. Nhóm thực phẩm rau củ. Mức tiêu thụ 4-5 phần một ngày. Lượng đề xuất: 50g rau sống, 75g rau củ đã được nấu chín, 180ml nước ép rau củ. Nhóm thực phẩm trái cây.
mức tiêu thụ 4-5 phần một ngày, lượng đề xuất 120ml nước ép trái cây, một quả cỡ vừa, 75g trái cây tươi, khô hoặc đóng hộp. Nhóm thực phẩm sữa và sản phẩm làm từ sữa ít béo. Mức tiêu thụ 2-3 phần một ngày, lượng đề xuất 225ml sữa, 225ml sữa chua, 40g phô mai. Nhóm thực phẩm thịt, cá. Mức tiêu thụ 1-2 phần một ngày, lượng đề xuất 100g thịt nạc hoặc cá đã được nấu chín. Nhóm thực phẩm các loại chất béo. Mức tiêu thụ 2-3 phần một ngày, lượng đề xuất 1 muỗng nhỏ, cỡ muỗng 5ml, bơ thực vật loại mềm, không chứa chất béo chuyển hóa, 1 muỗng nhỏ dầu thực vật. 1 muỗng vừa, cỡ muỗng 15ml, sốt mayonnaise ít béo. 2 muỗng vừa, nước sốt ít béo. Nhóm thực phẩm, các loại hạt, đậu đỗ. Mức tiêu thụ 4-5 phần một tuần, lượng đề xuất 3 muỗng vừa đậu hạt rang, 3-4 muỗng vừa đậu nấu chín. Những lựa chọn khác. Khi bị cao huyết áp, bên cạnh điều trị bằng thuốc, việc lựa chọn và duy trì một chế độ ăn uống thích hợp cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau đây là một số gợi ý hỗ trợ việc phòng chống cao huyết áp. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Với trái cây, nên ăn cả quả thay vì chỉ ép lấy nước để không bỏ phí lượng chất xơ quan trọng. Nên ưu tiên dùng những loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C, ớt chuông, dâu tây, cam, bông cải xanh, trắng, đu đủ, nho và vitamin E, hạt hướng dương, đậu phộng, dầu đậu nành. Bệnh suy tim. Người bị suy tim cần cung cấp đầy đủ calo cho cơ thể để tránh sút cân, đồng thời hợp tác với bác sĩ để tìm cách giảm lượng natri và hạn chế lượng chất lỏng đưa vào cơ thể. Duy trì mức cân nặng lý tưởng. Người bị suy tim thường có xu hướng sụt cân và thiếu dinh dưỡng do tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt, không cung cấp đủ lượng calo cần thiết cho cơ thể. Nên cố gắng duy trì hoặc tăng trọng lượng cơ thể bằng cách ăn các loại thực phẩm giàu calo và các dưỡng chất. Có thể ăn nhiều bữa với khẩu phần ít. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng. Giảm lượng natri ăn vào. Chứng suy tim sẽ giữ muối và nước trong cơ thể người bệnh. Vì vậy, nên hạn chế lượng muối ăn vào. Mức hạn chế muối ở từng người sẽ không giống nhau vì còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Những người bị suy tim lâu ngày có kèm theo các triệu chứng như thở nhanh nên đặt mục tiêu giảm tiêu thụ muối qua đường ăn xuống dưới 2.000mg một ngày. Khi bị suy tim, hạn chế muối là việc làm tiên quyết, cần kiểm tra, nhân thực phẩm xem trong thành phần có bao gồm muối không và chỉ chọn những loại có ít hơn 400mg muối trên mỗi khẩu phần ăn. Các loại thực phẩm đóng hộp cũng như việc thường xuyên đi ăn bên ngoài đều góp phần làm tăng lượng muối tiêu thụ. Hạn chế lượng nước đưa vào cơ thể. Các bác sĩ thường khuyên những người bị suy tim nên hạn chế lượng nước đưa vào cơ thể ở mức từ 6-8 ly mỗi ngày, tức là khoảng 1,5-2 lít. Dùng thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng. Thực phẩm chức năng giàu đạm và calo có thể giúp tăng lượng calo ăn vào ở mức vừa phải và đặc biệt có ích đối với những người ăn uống kém ngon miệng. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Sau đây là những mẹo nhỏ giúp giảm lượng muối tiêu thụ. Tăng cường thêm nhiều loại gia vị, ớt, tiêu, me, chanh, cà ri. Dùng các loại lá, gia vị, lá rau thơm tươi hoặc khô, húng quế, kinh giới, thì là ngò, dí, xả để gia tăng hương vị cho món ăn. Tránh nêm thêm muối khi ăn. Chỉ dùng một lượng nhỏ nước tương. Một muỗng nhỏ nước tương đã có đến 1.200mg muối. Mua rau củ tươi hoặc rau củ đông lạnh hay đóng hộp không có muối. Giảm lượng muối tiêu thụ dưới 6g một ngày bằng cách hạn chế sử dụng những thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, giò chả, lạp xưởng, đổ hộp. Những loại thức ăn nhanh, thực phẩm công nghiệp
luôn có lượng muối khá cao. Muối thường được nhắc đến trong chế độ ăn hàng ngày là muối sodium chloride. Tuy nhiên, nhiều loại muối khác có cùng gốc sodium natri trong các loại thức ăn thức uống công nghiệp như monosodium glutamate, sodium citrate, sodium bicarbonate cũng có tác hại tương tự như natri clo khi dùng nhiều. Giảm những món mặn như mắm, tương, dừa muối trong bữa cơm hàng ngày. Hạn chế chấm muối, chấm nước mắm khi không thật sự cần. Giảm rượu, bia, caffeine, chất béo bão hòa. Tăng cường các yếu tố bảo vệ như thực phẩm giàu kali, magie, canxi, các chất chống oxy hóa, chất xơ và những thực phẩm có tính chất an thần, lợn tiểu nhẹ như rau cải, cà chua, bầu bí, dứa, mía, cam, khoai lang, khoai tây, khoai môn, đậu xanh, đậu đen. 500 đến 600 g rau trái, 30 đến 40 g đậu đỗ một ngày. Thank you.